Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Cô ngày xưa cô có bao giờ cô gặp một cái trường hợp là mình đang thu gom rác ở trên cái tuyến đường đó mà mình gặp con mình đang đi cùng với lại các bạn. Khi mà có cái tình huống như vậy xảy ra thì hai mẹ con có chào nhau hay không, hay là cô lảng qua chỗ khác và con cô lảng qua chỗ khác? Tôi thấy nó là tôi chui vô quát cà phê tôi ngồi. Vậy thì lúc mình đi quét đường đó, ngày xưa có còn tiếng pháo nổ rồi nghe tiếng chúc Tết mọi người với nhau, mọi người cúng Tết giao thừa, thì cô chú có buồn không? Buồn chứ. Nhưng mà có tuổi tuổi nhưng mà tự mình ăn ủi mình là hay nhất. Về ông người ta rước bà. Chính bà má tôi cũng vậy. Không bao giờ bây giờ chúc Tết bà má đầu năm đâu. Mình vừa gom rác hộ dân mà vừa đi phủ cô quét đường à. Đó thì thời gian đó thì chưa có con, thì một năm sau có đứa bé rồi thì cô đi làm, chú ở nhà phải giữ con vừa giá xe đạp và vừa đi làm rác. Nhiều việc đó, cô quét đường nè, chú đi gom rác nè, sửa xe nè, chăm con nè. Nhưng mà cô ơi, cô với chú có bao nhiêu người con cô? Ba đứa. Đứa đầu á thì nó bây giờ nó có vợ, nó ở trên một bài á, thằng trai, còn hai đứa con gái. Thì một đứa thì nó ở quận 10, ở gần nhà. Còn Út á thì nó lấy chồng đi Mỹ rồi, nay được 4 năm. Khá không cô chú? Khá thì không khá. Con Út á nó đi Mỹ á thì nó nay được 4 năm, nó đẻ thêm đứa nữa. Thành ra về chỗ đó thì nó có ở nhà nó giữ con, có mình chồng nó làm à. Sao mình không học hỏi bà già đó, bà già 21 người con. Cô học hỏi cũng tệ lắm, cũng 19-20 chứ. Lấy gì làm tiền nuôi? Nhưng mà hồi đó ông bà cũng đâu có tiền đâu nuôi. Nuôi mấy đứa nhỏ khổ lắm. Cái đứa lớn á, nó bú nước cháo. Còn cái đứa nhỏ nhỏ thì một tháng được có 2 hộp sữa. Một anh bá xe thấy một cô gái quét đường đi ngang, thấy nhớ thấy thương, rồi tới nhà hỏi rồi cưới luôn. Chả như là thấy nhớ thấy thương thì không đúng, nhưng mà thấy tội. Ban đầu thì thấy tội nghiệp lắm à. Nhỏ con mà kéo cái xe mà cái xe bò. Hồi đó là không phải là được cái bánh cao su bây giờ đâu. Vậy là chưa có tình yêu? Từ ngày tôi cưới bà tới giờ tôi chưa có nói tiếng tôi yêu bà nữa. Tôi có nói tiếng thương nữa. Nhưng mà vợ chồng sống chung với nhau có mấy mặt con. Nhưng mà thấy bà làm lũ này kia, là làm ăn này kia kia nọ, hai vợ chồng có thời gian đâu để tâm sự mà nói. Ban ngày mà ông về là tôi bước chân tôi đi, rồi tới nửa đêm tôi về. Rồi vậy đó hả? Không có gặp nhau, không có được nói được câu nào yêu thương hết. Trời đất ơi. Sự nhỏ luôn. Một cái một tay ổng cho bú sữa, ổng thay tảo làm bà đẻ, bà sinh ra bao bật ra. Vậy cô chú đâu có một cái thăng hoa trong tình yêu nào đâu. Đâu có gọi là dẫn nhau đi chơi, du lịch không, hay là... Không, không có cái hưởng cái bằng đó. Cô chú, nhưng mà nếu mà mình không có thăng hoa trong tình yêu thì mình rất là dễ bị lạc lòng khi mà mình gặp một người khác mà mình có cảm xúc. Không, không bao giờ tôi nghĩ tới cái chuyện đó. Dạ. Nhiều khi á, bà cằn nhằn, bà nói sao ông đem về ông bài binh bố chặn tùm lum, rồi không có này kia kia nọ, con cái nó nhăn. Tôi nói bà, tôi cho bà 3 cái điểm. Tôi hỏi bà nếu bà trả lời được thì lúc đó tôi nghĩ. Thứ nhất là tôi ngồi đây tôi làm, tôi không có bê bối, tôi không đi ăn nhậu, tôi không có gì hết. Cái thứ hai là tôi không cờ bạc. Cái thứ ba tôi ngồi ở nhà. Mà nếu mà 3 cái này tôi không làm thì cái này tôi đi vậy đó bà chịu không? Tôi đi ra ngoài tôi ăn chơi tôi nhậu nhẹt tôi bỏ bê gia đình đó bà chịu không? Nhưng bây giờ ba hết nói rồi, sao ông làm gì ông làm đi đó. Còn mấy đứa con cũng vậy, nó nhàn, nó sao ba làm tùm lum tà la nhà cửa này kia không giống người ta gì hết. Mấy con nên nhớ rằng nhờ ba làm cái này mà mấy con mới được nên người, mấy con mới được đứa thì thạc sĩ, đứa thì hết lớp 12, còn thằng thì bây giờ nó là kỹ sư về vấn đề xây cất. Nếu mà ba không làm cái này làm sao ba nuôi con tới? Đúng rồi. Tới bây giờ thứ nhất thì vợ chồng như gia đình của tụi con đầy đủ. Dạ, chính xác là như vậy. Không có những thứ bỏ đi này thì không có thạc sĩ như con đâu. Đúng rồi. Không có những đồ bỏ đi này, những cái rác thải này á thì con không có thành người đâu. Đúng. Đừng thấy nó vậy mà chê nó. Đừng có thấy nó vậy mà khinh thường nó. Nó tạo nên nhiều điều hạnh phúc trong gia đình này. Đúng không chú? Đúng. Linh cũng cảm nhận được điều đó. Đây là một trong những người anh hùng của đường phố đó. Anh hùng của môi trường thành phố. Lớn lên thấy nhà mình rác rưởi nhiều quá, ba cái đồ rác thải quá cũng mắc cỡ. Đúng. Có bao giờ nó mắc cỡ không? Mắc cỡ chứ. Mới ra học lớp 6, lớp 7 á, đi vô trường á, ai cũng nói con nhỏ này là con của ông lụm rác, con của ông móc rác.
nó về nó tự ái nó hỏi hoài, mình cũng không biết trả lời sao, nhưng mình an ủi với nó là con người ta nói gì người ta nói, kệ người ta, mình nghèo thì mình phải chịu thôi, mà nhờ ba móc rác thì con cố gắng con học, chứ con đừng cứ theo người ta vậy thì sau này con không có nên người, ba không có ở đời mà ba lo cho con hoài được. Bắt đầu từ từ nó cố gắng đi, tới sau khi mà nó đỗ đạt được rồi á thì lúc đó nó mới suy nghĩ lại, nó nói con nhờ cái này nè, con nhờ ba con cực khổ vậy con mới được thành đạt như vậy đó. Thì lúc đó là nó đã có gia đình, nó ra đi rồi thì nó mới nghĩ lại như vậy thôi. Cô ngày xưa cô có bao giờ cô gặp một cái trường hợp là mình đang thu gom rác ở trên cái tuyến đường đó mà mình gặp con mình đang đi cùng với lại các bạn, khi mà có cái tình huống như vậy xảy ra thì hai mẹ con có chào nhau hay không, hay là cô lảng qua chỗ khác và con cô lảng qua chỗ khác? Tôi thấy nó là tôi chui vô quán cà phê tôi ngồi à. Thật ra đó là những cái điều hy sinh của cha mẹ mà con cái không biết. Như con của cô chú đó bây giờ là trở thành thạc sĩ rồi, quay trở lại càng phải thương yêu cha mẹ nhiều hơn nữa. Cái thành tài của con là cái giàu của mình có đó, cái đó kết quả của bao nhiêu năm đó, cô chú có quyền tự hào về điều đó. Trong tình yêu á, chúng ta cần một cái sự thăng hoa, nhưng mà giữa cô chú gần như nó không có điều đó luôn. Vậy mà cô chú sống với nhau 40 mấy, gần 50 năm rồi. Dạ, 56 năm rồi. Vậy thì có bao giờ hai người cãi nhau không? Có chứ, nhưng mà nhiều khi á, cãi là cái vấn đề như thế này nè. Ít khi nào bà nói chuyện với tôi ngọt ngào lắm. Sống chung với nhau mình hiểu cái từ cái tánh nết của mỗi người. Khi mà bà la lên thì mình kiếm đường mình đi, hay là hoặc né, rồi xong hết rồi về. Bà hôm đó là bà la tôi á, là bà bậy á, bà nên nghĩ lại đi, tôi không có làm gì sai hết, sao bà la. Trời ơi, tôi đi làm gì bực quá mà ông bà tùm lum hết này kia nữa, bà nhằn nhằn. Rồi nói với bà em thôi, hai người chẳng qua là không có cái chuyện gì to tát. Vậy thì khi mà sinh đẻ thì như thế nào? Sanh con bé sau này 1985 á, đang kéo xe rác bự vậy đó, mà đi làm dọc đường cái đi tiểu rồi thấy màng nó cái nó ửng máu rồi. Dạ, mấy bà mấy bà bạn nói mày về đi, mày kêu chồng mày đi mang áo đi mày chuẩn bị sanh. Thì tôi mới nói là sanh đâu sanh, chưa sanh được đâu, mới kéo một khoảng thôi, mình thấy người khó chịu thôi, giục xe rác giữa đường luôn. Mai ông xích lô đi ngang nói, chú chở vô bệnh viện Hùng Vương được không? Cái tôi không dám cái chở bà đẻ, ông bà đẻ đi đâu, nó ông chở tôi đi đại đi đâu gì đâu không sợ đó, mà chở vô tới ngay cửa bệnh viện là chưa làm thủ tục dân cái lợn té luôn. Mà tôi đâu có hay đâu, nhà không có hay, không ai hay á. Tôi qua ngày hôm sau không thấy bà về, bắt đầu mới chạy xuống ngay cái tổ bà làm hỏi, nó đi đẻ mà đẻ không biết bệnh viện nào nữa, cái chạy vòng vòng đi kiếm vô Thừa Vũ thì kia nó kiếm cuối cùng vô Hùng Vương gặp bà nằm giống, bà nằm ở trên giường mà con bé nó nằm dưới đất. Ủa sao vậy? Không biết nửa đêm sao nữa. Đạp con rớt đất hả? Biết sao nhỏ nửa đêm nhỏ lọt đất á. Trời đất ơi. Tôi vô tôi bà ấm nhỏ lên không có quần áo gì hết trơn, có bằng rúng bằng biết gì. Mới vừa sanh đầu hôm sáng mai khum xuống thấy nhỏ vậy đó, lật chạy xuống mà đi chui xuống gầm giường lo nhỏ ra. Trời đất ơi, trời trộm vía bé nó không sao đó. Như vậy mà con nhỏ này nó học giỏi chứ. Gã nó đi bệnh bên Mỹ được 4 năm mà. Nhờ đẻ rớt rồi. Nhờ rớt giường nó mới được đi Mỹ đó. Vừa bị đẻ rớt mà vừa bị đạp đứng giường. Ôi có trước mặt ba nào điện thoại về, ba kêu mẹ sang nó đừng rác đi, cứ làm gì làm hoài vậy nói. Tao làm là quyền của tao, ba mày cũng không được quyền mà cấm cản tao đâu. Nhờ tao làm rác mà cái đầu bò tụi cái mới được sung sướng ngày nay á. Tính chất công việc của cô chú là coi như là sáng chú đi hay chú về là cô đi? Không, bây giờ là đổi lại làm ban đêm hết rồi. Cái như là 1 giờ là bắt đầu trên tuyến đường làm cho tới 10 giờ đêm, nhiều khi tới 3 giờ sáng là nó kẹt xe ép nó không lấy á, là kể như là phải ở lại cho chừng nào xong mới được về. Vậy là cô chú ăn uống như thế nào? Ăn uống thì đa số là ăn đồ từ thiện bên ngoài nhiều. Dạ. Chứ không có nấu nướng. Ta không có làm nấu mà thấy người ta cho đồ từ thiện mừng lắm, chạy ra đứng xin. Tết thì mình làm tới mùng mấy Tết mình nghỉ? Mùng 1, chỉ nghỉ ngày mùng 1 thôi, sáng mùng 2 bắt buộc, khuya mùng 2 phải đi làm. Nghĩa là giao thừa mình vẫn đi quét rác ngoài đường? Giao thừa 3 giờ khuya mới về tới nhà, không có đón rước ông bà gì hết. Mấy chục năm nay được mấy chục năm nay vậy, coi như mình không có cái giao thừa. Không có cái giao thừa. Vậy thì lúc mình đi quét đường đó, ngày xưa còn tiếng pháo nổ rồi nghe tiếng chúc Tết mọi người với nhau, mọi người cúng Tết giao thừa, thì cô chú có buồn không? Buồn chứ,
Nhưng mà có tuổi tuổi nhưng mà tự mình ăn ủi mình là hay nhất. Về ông người ta rước bà. Chính bà má tôi cũng vậy. Không bao giờ bây giờ chúc Tết bà má đầu năm đâu. Vừa đẩy xe vừa khóc vậy đó hả? Đúng rồi. Cô như vậy là cô chưa bao giờ về cúng ông bà, chưa bao giờ về thắp nhang cúng ông bà, giúp ông bà, đưa ông bà, cũng không có cô luôn. Chú bao giờ thấy cô khóc nhiều không? Thấy chứ, nhiều lắm. Có bao giờ mà mình buồn quá, mình tủi thân quá rồi cô ước nếu mà thời gian quay trở lại rồi cô chọn một con đường khác không cô? Nếu mà vậy sao mà có thể làm không nổi nữa thì ước nguyện mà không bao giờ mà tự giả cái nghề này. Tại sao cô yêu cái nghề này như vậy? Từ hồi mà gia đình gặp khó khăn cho tới bây giờ thì cũng nhờ nó. Giờ không lẽ giờ mình có được cơm ăn mà phụ ơn nữa là ông bà lấy rồi hả? Hay quá. Con rất là trân trọng cái lời nói của cô, rất là trân trọng cái mơ ước của cô. Con cảm thấy cũng rất là xúc động. Vì tất cả những cái gì mà cô chú làm, đồng ý là với phương diện của cô chú thì cô chú chỉ nghĩ đơn giản thôi là làm việc kiếm tiền thôi. Nhưng mà với xã hội, với tất cả mọi người thì đó là một cái sự hy sinh rất là nhiều. Cô chú có thể chọn công việc khác mà, nhưng cô chú chọn cái công việc này. Và cái cách của con cư xử với xã hội, với những cái việc mà để giảm tải bớt cái lao động của những người công nhân vệ sinh đó, đó là mình phải giữ cái vệ sinh cho chính bản thân của mình trước đó. Mình không vứt rác bừa bãi. Bây giờ cô chú sẽ xem lại những hình ảnh của mình nha. Trong cuộc sống tấp nập của phố thị, guồng quay của cuộc sống bộn bề với những toan tính mưu sinh của mỗi con người, nhưng chính tại nơi đó là xuất phát điểm của một tình yêu đẹp đến từ sự đồng cảm của hai trái tim. Họ đã cùng nhau đồng hành để tạo nên những nghĩa cử cao đẹp. Vợ chồng chú Tống Văn Thơm, 71 tuổi và cô Nguyễn Ngọc Đào, 67 tuổi là hai tấm gương đẹp thật đáng quý. Trong bộ quần áo nhăn nheo có phần sọc sạch, cô chú vẫn mãi miết từng ngày lao vào những con hẻm nhỏ của đường phố Sài Gòn. Những túi rác thải sinh hoạt hàng ngày của những hộ dân được cô chú cẩn thận phân loại và sắp xếp thu gom về đúng nơi quy định. Ngày nắng cũng như ngày mưa, không kể là ban ngày hay đêm khuya mịt mờ, chú Thơm là người đầu tiên tiên phong lập ra quỹ rác dân lập tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Công việc có phần khó khăn gian khổ, kể cả đắng cay, nhưng chú cũng đã gắn bó được gần 40 năm. Có những giây phút mệt, hai vợ chồng cô chú muốn buông bỏ nhưng lại không được vì nhìn hình ảnh những người chiến hữu đã kề vai sát cánh cùng mình. Giờ mình bỏ thì họ sống sao? Môi trường sẽ ra sao? Chú đành hy sinh bản thân vì tình yêu của cộng đồng. Tất cả vì một cộng đồng xanh, sạch, đẹp. Con chào ba mẹ. Có lẽ là ba mẹ rất là đẹp hơn khi mà xem được cái clip này của con. Con rất là cảm ơn ba mẹ đã hy sinh cho tụi con có một cái tương lai thực sự tốt đẹp. Ba mẹ làm việc ít lại thôi, dành nhiều thời gian để chơi với con cháu, cho tụi con có cái thêm thời gian để mà được chăm sóc cho ba mẹ. Nhiều khi có thể là cái hành động á, yêu thương á, nó dễ dàng hơn là cái lời nói. Cho nên là cũng hy vọng là ba mẹ hiểu được tụi con nhiều hơn. Tụi con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Chúc cho ba mẹ có thật nhiều sức khỏe. Tụi con rất là thương ba mẹ. Nhìn cô chú thấy đi tay không rồi không có khẩu trang thì thấy xót quá. Xót quá. Có quá, mình nên có nón. Bật khẩu trang, bật không được. Thở không được. Thở không được, nó mệt, vừa mệt nữa. Dưới hai nữa mà gặp trời đang nắng á, đang mồ hôi á, cái bật gặp trời mưa xuống cái nữa là cả nhìn ngọt luôn. Thường lắm những người thân yêu luôn luôn làm sạch cho đời, làm sạch cho môi trường thành phố. Mọi người được hít thở không khí trong lành nhờ những con người như cô chú thế này. Hồi xưa tới giờ là chú có bao giờ viết thư cho cô chưa? Không có, không bao giờ. Chưa có một cái lá thư nào. Chưa có nói là yêu đương luôn mà. Vậy mà hôm nay không biết động lực nào mà chú viết cho cô một cái lá thư. Con đang cầm trên tay nè và bây giờ con sẽ đọc cho cô nghe.
Đào em thương. Từ lâu ngày quen biết em đến ngày đám cưới của anh và em, anh chưa một lần tỏ tình, tâm sự, yêu thương. Anh chỉ biết để trong lòng. Chúng ta đã kết hôn đến nay là 56 năm, gắn bó cùng chung tay lo cho ba đứa con, lúc vui buồn cực khổ cùng nhau, chăm lo cho mái ấm nghèo, cùng nhau cực khổ. Đã trải qua 56 năm chăm lo cho gia đình và không có thì giờ để tỏ tình với lời yêu thương với em. Hôm nay anh có bức thư này đầu tiên để nói lên tất cả những gì anh muốn nói từ lâu. Thời gian còn lại của tuổi già, anh thương và yêu em như thuở ban đầu mới gặp nhau. Thương em vì em là một người vợ biết lo cho mái ấm gia đình, cực khổ cùng anh lo cho đàn con lớn lên ăn học thành tài và lập gia thất đàng hoàng. Đó là sự hy sinh của một người vợ biết thương chồng, thương con. Một lần nữa, anh rất cảm ơn người vợ bé bỏng bên đời anh. Chúc em tuổi đời còn lại hạnh phúc trăm năm, cho các con vui. Anh yêu của em. Hồi xưa giờ là cô chú là không có thời gian để tâm sự với nhau, không có thời gian và không gian riêng dành cho nhau. Thì bây giờ là nhân cái chương trình này nè, chú nói với cô đi. Thì ngày hôm nay ấy, thì cũng nói thật với bà là mình cũng lớn rồi, con cái nó có gia đình hết rồi. Thì cũng mong bà là với tôi là cởi cùng tuổi già với nhau, rồi nắm tay nhau sống suốt một cuộc đời sau này, để mà có cái sự gọi để cho con cái nó vui lòng. Tôi nói thật sự mà nói là tôi rất thương bà, chứ tôi không thể nào tôi bỏ bà được đâu. Đây là người con lớn hả cô chú? Dạ, người con lớn. Hôm nay thì cái ngày đầu tiên là tặng cho người đề người yêu chiếc nhẫn. Bây giờ cái tại vì mình không có đo ni được chiếc nhẫn ao đó vô. Tôi rất là thương bà. Rồi em gái muốn nói gì với mẹ đi. Con chúc bà mẹ luôn luôn khỏe, luôn hạnh phúc. Nãy giờ Lan không biết là chị ở ngoài chị có nghe được những cái lời tâm sự của ba mẹ hay không. Có một cái điều mà Lan cảm thấy là có lẽ là ba mẹ sẽ rất là cần lắm, đó là cái niềm tự hào của các con khi nói về ngành nghề của cha mẹ. Đó là những cái suy nghĩ lúc nhỏ chưa được hiểu nhiều. Dạ. Nhưng mà khi lớn rồi thì nó lại khác. Dạ. Cho nên là ba mẹ cũng đừng buồn. Không có buồn nữa cô. Không, nói chung mà ba mẹ lúc nào cũng thương tụi con, chứ không có trách móc tụi con đâu. Nhưng mà bổn phận mình làm con thì tất nhiên mình phải biết cái công ơn cha mẹ như thế nào. Thì sau này con lớn lên, con có gia đình, con có con của con thì nó phải hiểu biết lại cho con. Nó là cái tạo hóa của thiên nhiên mà, đúng không? Thì đó, chứ ba mẹ không có trách móc gì con đâu. Mẹ cần chia sẻ tình yêu thương lắm đó. Chắc có lẽ gia đình mình ít ôm nhau lắm, đúng không? Thật ra với cô chú bây giờ không cần gì đâu, chỉ cần cái lời động viên của con, những câu thăm hỏi, những cái ôm thật chặt thôi, đúng không chú? Đúng. Chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Đặc biệt chúc cô chú khỏe, càng khỏe càng tốt. Làm ít lời thôi, 70 mấy tuổi rồi, giữ gìn sức khỏe cô chú nha. Dạ, cảm ơn. Rồi.